khu tập thể số 5 Đinh Lễ trong một căn hẻm nhỏ tại khu tập thể cũ kỹ. Nhà sách đầu tiên tại Hà Nội cũng là điểm đến của rất nhiều thế hệ yêu sách. Nhà sách Mão đã mở cửa từ năm 1990 cho đến nay, đây chính là nhà sách nhiều tuổi nhất Hà Nội, nơi khai sinh ra phố sách Đinh Lễ. Không gian cổ kính lại thu hút rất nhiều bạn đọc nước ngoài. Họ đến để tham quan không gian sách đặc biệt tại đây. Với nhiều người, họ đã gắn bó với nhà sách này từ thuở ấu thơ. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương. Hotline 1800 6350. Thậm chí nhiều thế hệ trong cùng một gia đình cũng đã quen thuộc với khu tập thể sách này. Mình cũng thường xuyên lên phố sách vào dịp cuối tuần ấy. Thì đây là cũng là cái điểm quen thuộc của mình. Mình thường lên đây tìm những cái cuốn sách hay để phục vụ cho công việc này. Lúc thư giãn thì rất thích các loại sách cũ. Thực ra thì tuổi thơ của mình thì gắn liền với cả những người cuốn sách ấy. Thực ra ngày xưa mình không thích xem TV đâu, mình chỉ thích đọc sách thôi. Và mình thường đọc rất là nhiều các cái sách văn học. Đấy thì mình thấy là các cái sách văn học ngày xưa thì nội dung nó phong phú hơn, đa dạng hơn và nó không bị lặp nhiều. Người khai sinh ra phố sách này là ông Lê Luy, một người chiến sĩ công an yêu nước đã về hưu. Ông còn là một nhà thơ, nhà văn, nhà nhiếp ảnh gia với tâm hồn hiện thực lãng mạn. Mẹ ơi, con có hôm nay, tình mẹ ôm ấp, tháng ngày yêu thương. Cuộc đời bao nỗi vấn vương, tình mẹ chỉ lối có đường con đi. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Đây là cuốn Almanac như nền văn minh thế giới. Nội dung đầu tiên của nó là của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Mình thấy cuốn này hay quá, hai vợ chồng thấy quý quá với tôi. Trên 120 tác giả của Việt Nam và thế giới, có tất cả các lĩnh vực trên thế giới này, trong cuốn sách này, giúp mọi người chúng ta có thể sử dụng kiến thức trong này, kể cả các nhà nghiên cứu, sinh viên và mọi người có sử dụng được. Hàng vạn những cuốn sách cổ, sách quý được ông Lê Luy lưu trữ cẩn thận. Nhà tôi chẳng có bạc vàng, gia tài tôi đó chỉ toàn sách thôi. Tôi yêu quý sách một đời, với tôi sách vẫn là người tri âm.